Ooh, good job! Yay! Chụp hình một cái. Chụp hình đi đã, thổi đi, thổi đen cay đi đã. Không nhìn nữa mà. Kệ, bỏ nến đi. Tâm Tâm gọi điện lấy, gọi điện cho Emily anh Hải gì đó Tâm. Gọi đi cái khác. Thơ một chi, kiểu thơ. Cái chừng là kiểu cảm nhau. Nó đây, nó mua bên đó mà nó mua từ Cali mà nó nao bên này. Xong rồi con nói, ủa bị điên hả? Bắt qua. Kiểu thơm thêm kiểu. Nhà này nhiều kiểu thơm lắm, miễn quà. Sao không đấy? Không, mình mua lúc nào ấy. Emily đây. Sinh nhật rồi đó, bé á. Không, mình gọi cho cha nó. Hay 6 cái. Ừ, 6 cái rồi 6 cái bên kia. Nó được 6 cái. Thôi, được 6 cái thì được không? Rồi. Rồi. Rồi, quay đi. Rồi, đèn cài đâu? Mọi người vô đứng một chút. Cái like đâu? Ồ, oh, like. Dạ, bà ngoài up in there ha. Con hả? À, đẹp quá ha. 66 tuổi. Đợi chưa? Hai con. Quay cái kia lại. Cảm ơn Emily. Chưa thấy hình bà ngoại đó. Thấy chưa? Rồi, thấy bà ngoại chưa? Con thấy bà ngoại chưa? Hả? Thấy chưa? Ở tầm mang đồ kìa vậy. Nhào vô chụp hình rồi xuống đâu có thấy. À, sinh nhật bà ngoại, ông ngoại lì xì cho bà ngoại sinh nhật bà ngoại nè. Ông ngoại lì xì cho 2000 nè. Trời, nhiều vậy. Nhiều tiền quá. Wow. Ông ngoại sợp chưa? Quá sợp. Tiền cháu thì vậy nha. Emily thấy chưa? Thấy ông ngoại sợp không? Wow, đó, nó đờn lắm. Ừ, trời, giỏi nha. Happy birthday to you. To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Ước trúng số chưa? Ước mua số quá mà chưa. Chúng số này con. Bà ngoại đi. Sinh nhật anh khỏe. Vui vẻ. Vui vẻ và trúng số. Win the lottery. Rồi, ok, rồi. Thank you everyone. Chuẩn bị đi. Rồi giờ cả nhà đi ăn tối. Yum yum. Rồi. Ăn tối đi rồi tiếng nữa tối về mẹ gọi điện nói chuyện với con. Rồi đi. Nói chuyện với we're eating a K-pop Korean barbecue and hot pot with the family. Happy birthday.
Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ăn gì mỗi ăn thịt ăn rau chứ cứ ăn thịt không có mà chết. Ăn nấm là đi cuộc đời mà chết. Nấm vô cho ngon. Nấm rồi ăn hết không nấm mình. Thôi nó cũng bỏ nữa. Em Liên có chúc bà ngoại gì không em Liên? Hả? Hay nghe. Phải chúc bà ngoại sao? Rồi phải chúc bà ngoại sao chứ? Em Liên nói nghe nè em. Còn đó, làm gì có chuyện đó. Nói, lúc đó mày lúc đó ấy lại nói tao hù nó thôi là. Còn đó là mày chối không có kể. Có luôn. Hù bắt chết. Mà hai cái thằng đó tính cũng như ông khoai vậy á, bắt đầu lên cả công ty bắt đầu nó nói con Thảo nó kể làm gì có cái đó kỳ khó đâu. Qua phóng tanh nghĩa là toàn bộ. Toàn công ty. Lẽ tiếng để đời luôn. Vậy giờ tơ vừa hôm á, hôm qua sắp sửa được approve rồi má. Thầy kia con báo tin cho má mừng chứ báo tin cho ba. Bữa sau mình nói Khoa này chúc mừng vậy. Khó đâu. Tự nhiên bà hơ về cái chúc mừng chị, chúc mừng vậy đừng tưng tưng mình cứ ủa làm cái gì vậy? À, làm gì vậy hỏi. Nói ủa chứ ấy. Ủa con nói má thì nào. Ông Khoa được gặp Ru khi nào con nói má thì nào. Có tay chấm con. Nó còn nói mình về má báo cáo cho ba mừng nữa. Trời làm mình héo hàng. Cái mình nói bữa hôm mình nói má rõ ràng. Im nó không trả lời gì hết.